xác định cọng dây nó ngay nằm ngay đây, sau bên đó em cột cọng dây trên đó, nghịch thẳng xuống đây để chịu cái cọng dây nó không bị dùng nè. Thẳng lên luôn, thẳng lên luôn, kéo thẳng lên. Ừ rồi, em cắn cái đó đi, cắn cắt cái đó đi. Ừ, bỏ vô cái vỏ đi, dở lá lên. Ừ, nhét vô phải nhét ngay đứng cái này để nó mới vô được cái phần phần trong. Cái này nó chỏi thẳng vô trong nè đó, xong cái này phần này bắt đầu đấy, bắt đầu thẳng công dây này cọc nó lên, kéo cao khuôn lên chút xíu nữa đó, rồi cọc cọc ngoái của cái này nè, đừng cho nó được. Ừ, nó đừng có đó, lấy nắp dài vô. Ừ, để nó vô rồi, rồi gá 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 nó làm đã đi, rồi cái khuôn ngồi lấy khuôn cái bóp bỏ vô cái. Nó đụng tới cái bưởi, tày bưởi thấy chưa, nguyên lần này thấy chưa, bảo nhẹ để dưới để lên. Ừ, đợi nó vô là không, nó tày này đụng vô liền tày, nó mới bóp cái nắp nè, đẩy cái nắp vô. À, cứ khéo chừng cái bưởi rồi nắp vô rồi đó. Rồi, nhẹ cái chừng cái tái lắc lắc rồi đứt cái tái là rồi xong. Mình thường chèn đựng sâu quá cho nó vô đi, hai em hãy kéo vô. Đó, kéo cho tâm. Rồi em kéo đi, rút đi, rút đi, được chưa? Rồi sau khi em thả ra em coi cái khuôn, ví dụ như cái khuôn nó nặng quá nó sâu hơn cái tái á, thì kéo cái khuôn ngược nó lên, tháo cái dây này ra kéo ngược cao lên. Còn này là nó dụ nó vừa tầm rồi nè, dụ giờ nó hơi thấp, càng ngày nó thấp xuống nè. Bây giờ em tháo đi, em tháo em kéo cái khuôn lên để điều chỉnh lại cái nữa, tại vì khi vô khuôn rồi nó sẽ nặng đó, kéo thẳng cái khuôn lên đó, rồi cái thẳng thẳng dây luôn, thẳng dây luôn. Ừ đó, đó. Rồi em buông ra là cái tái nó thật nó thầm xuống liền, nó không có cạy cái khuôn. Rồi em tiến hành cọc kẽm. Thường là em buộc ngay giữa một cọng trước, em xỏ rồi bên đây xỏ qua. Giữa cầm nằm đây nè. Xỏ một cọng ngay giữa trước đừng nó chịu lực nó. Cái gọng kẽm này đầu tiên là để giống như là cố định cái hộp cái khuôn lại đó. À, nếu em buộc bên phải buộc qua thì cọng kẽm này nó nằm ngoài nè, cọng kẽm này nằm ngoài em mới siết nó theo cái chiều, xoay cái chiều
nó không kẽm nằm bên đây, nếu bục nó làm bục qua phải không, vậy phải không, kiểm tra đây nó lệch lum nè, dặn vô là thua nè, lệch kẽm nó không đều nè, không đều ngay giữa nè đó, vừa bóp cái khuôn là vừa ấy vừa chịu nó. Nhẹ chừng cái tay nó đứt cái tay, hạn chế lắc nó nhiều. Rồi được rồi, đừng dẫn nhiều. Rồi vậy là vô ok hết rồi đó. Vô này là giờ chỉ cần cọc kẽm nữa là xong. Tại vì khuôn nó nằm đúng vị trí rồi, teo cao lên là nó không bao giờ gãy cuốn. Chú ý em coi cái cọc kẽm dưới á. Kẽm dưới là em phải coi cọc kẽm dưới là nó đừng bị dướng. Đó. Ngày làm chậm chậm thôi, một cái khuôn là mấy trăm ngàn, khoảng 300 ngàn một cái khuôn, một cái trái bưởi mua khoảng 90-100 ngàn nữa, làm tính trái bưởi vô là 400 ngàn rồi, thành ra là làm từ 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 từ, gãy một cái là mất một cái khuôn, mất một năm, mất một trái luôn, không cần gấp, từ từ. Hôm đi vòng vòng mấy trái thấp nhiều lắm, mấy trái mới bữa hổm còn lại nhiều lắm, nên nó bự lên. Nhưng chỉ với cách cầm kẽm, cầm gì không được rồi. Cái này là em đi sâu vô trong nhất là nhiều rồi. Không được, đừng bẻ, bẻ một cọc rồi là em không có bẻ được. Này em cầm máy mình đi, chỉ cho cách cọc kẽm nè, khi em xỏ qua là cái này em hở ra nè, em xỏ cái cọng này nè, ví dụ như em muốn xỏ ngoài đi là em gờ cái đầu chốt này trước nè, nó cọng bên đây nè, đó, khi em lên em không có cầm cái khuôn, em cầm cọng kẽm nó, tại vì bây giờ mình đâu có đụng cái khuôn chi nữa đó, em cầm kẽm xong em cầm kẽm này nè là em điều chỉnh cái khuôn nằm bên đây đúng vị trí rồi nè, là hai tay em bóp cái đầu kẽm này nè, bóp đầu kẽm giữ là cái tàu bộ vị trí đúng hết trơn rồi, là khuôn em bóp vô cái này nè, là cứng ngắc rồi nè đó. Em điều chỉnh nè, thấy không, điều chỉnh thì khuôn bên đầu em cái tay gịch nhẹ nè, là hai tay em giữ lại nè, thấy không, thấy không, là nó đâu có chạy đâu nữa, thấy không nè. Này em bóp nhẹ cái là bắt đầu là cụm kẽm nó đã rút rồi, là thấy không đó. Đó. Đây làm lại cái nữa nè, chứ em bóp kẽm bên đây cái tay đâu, em bóp hàng kẽm này em thua là em bóp cái đầu bên đây thôi. Giờ cọc cộng cộng ngay giữa nha, ngay giữa hình cọc qua đây nè đó, sau khi xỏ nó qua thì anh canh đây ngay giữa đây nè đó, thì anh bóp hai cái đầu kẽm thôi nè, thấy không,
cái tay vịn đầu đây, tay vịn đầu kẽm nè, cái tay nghịch kẽm lên nè đó, thì bắt đầu anh bóp cái này anh điều chỉnh ngay giữa đó nè đó. Thì giờ quay trở lại anh vẫn bóp cái hai con kẽm nè, là anh đâu chạy được kẽm đâu, sao bóp anh mới đưa kẽm đưa kèm vô nè, anh xay y chang như hỏi vàng thôi đó. Đó, đúng gì tí rồi đó. Đó xong rồi một tí ở bên đây nè, bên đây bắt đầu anh cũng đưa qua nè đó, anh cũng đưa qua đó. Thì qua đây bắt đầu anh tròn tay qua đây cái anh bóp kẽm nè, thì nay bắt đầu điều chỉnh cái khuôn nè, nè này không bóp anh nè không điều chỉnh cái này không, tay bóp hai kẽm nè, điều chỉnh lại coi đúng gì tí rồi, đưa kìm lên bóp rút rút lại thấy không. Đó, ở bên đây ví dụ em xỏ qua nè, bên mình xỏ qua lượng dài xỏ qua đây cho dễ nè, xỏ qua đây đó, thì đây bắt đầu mình cũng canh canh xong rồi cũng bóp cọng kẽm nè, tay bên đây kẽm gì tí này ngoái qua hai tay vịn nữa không, vịn kẽm không nên điều chỉnh ngay lại là cái động bóp kẽm nè, làm thử đi. Đó. Bên đây nè, dưới này chưa vô ngay nè đó. Điều chỉnh nó ngay ừ đó. Đó hai tay em bóp hàm kẽm đó rồi đó. Xong bẻ bẻ con kẽm xuống đừng hồi mình xỏ mình không dướng con kẽm này cũng vậy nè. Rồi đây em thêm một cọng đây nữa, dưới đây hai cọng nữa rồi, nhớ cái này là kéo nó ra đây chút này, kéo sát cái đầu này từ từ nhẹ 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 nãy xe em xỏ mà em luồn qua cái một nên nó có xe con vòng à, hôm xe cái đó em qua tới ba vòng nó mới tới cái vị trí của em, xe ngược tới lại là nó có con vòng à. Bên đây là một dòng một qua đây nè, xỏ này qua nè, không dòng một hạ này xuống là nó vô ngay vị trí dòng một đó, thấy không, còn khi em xỏ vậy nó đi ba dòng
em không bóp bóp được con kẽm này nè, em đứng bóp kẽm này mới mới mới, mới. Ừ, cái tay kia là cái kềm. Kìm thấy em mặc áo có cái túi á, bỏ kìm vô em rút ra liền. Lắc dữ lắm luôn, phải cột cao lên chứ mới thấy ngặt, em khó làm. Nó hồi qua mới làm mấy trái đó, rồi khỏi này xong rồi là em khỏi có bẻ gì nữa thôi á. Lấy xong rồi em lấy đồ mấy em giấy che, em che lại, che là cái lá nằm trên mà buộc để ý mấy cái lá chừa nảy mấy cái lá ra đè lên cột kia luôn là mới chịu làm mất cái lá luôn, nó rụng luôn hồi đầu á. Rồi kém mình để lên trên. Ngược em xé này thêm gạch chút xíu nữa đó, đang cho nó rộng ra dễ dễ lên, chủ yếu này dính đựng đứt thôi, đứt thì nó sẽ dễ. Chứ nãy em canh em cột sao cái lá nằm trên đó, đằng hồi khi em giấy che này một cái thôi, khỏi khi hai cái hồi nó bị vướng kẽm nó đâu có lên trên được, thấy không? Rồi vướng kẽm là nó đâu có lên, nó nằm dưới cái lá, dưới cái che là chiều là nó rụng lá rồi, nó đâu còn cái lá nữa đâu, không quan hợp được. Cái này nằm trên nó còn nè đó, còn kia nó nằm dưới giấy che rồi, thành ra mình cột chủ yếu là mình đẩy cái lá lên trên rồi xong.